Xin chào mọi người, bây giờ đi ăn bánh Hội An nâng cao sức khỏe thế nào? Chào chị. Xin chào. Ồ, chị ơi, ở đây là Hội An đúng không? Dạ đúng. Ồ, mình nhìn thấy một cái loại bánh gì mà nó gọi là Hội An cake vậy? Chị đang bán bánh gì mà có vẻ đẹp thế? Dạ, em bán những dòng bánh healthy với anh. Ồ. Dạ, dòng riêng dòng để mình giới thiệu quảng cáo cho mọi người để ăn cho nó tốt cho sức khỏe. Ồ, vậy à? Ồ, bánh healthy. Bánh healthy ăn tốt cho sức khỏe. Ồ, đúng rồi, cái này mình mới nghe nha, nhưng mà rất là hấp dẫn ở Hội An đó. Rồi. Bánh ở Hội An, bánh quy hả chị? Bánh quy hay là những cái dòng bánh gì? Dạ, dòng bánh quy. Dòng bánh quy, ăn cho có sức khỏe. Wow, có nghĩa là sức khỏe ở đây là như thế nào? Vì sao gọi là bánh sức khỏe? Tại vì ví dụ như em chọn những cái dòng những dòng là bột cao cấp như là bột mì nguyên cám hữu cơ nè, rồi bột yến mạch nè, hạt lanh nè, rồi hạt mè hữu cơ, hoặc là những cái dòng đường là ăn kiêng hoặc là đường hữu cơ. Dạ, cái nguyên liệu là toàn là những cái dạng cao cấp. Dạ. Nên là ăn ví dụ như là vừa no mà nó vừa tốt cho sức khỏe. Ồ. Ăn được hai tiêu chí luôn quý vị, hai tiêu chí luôn. Ăn no. Number one. Mà cái thứ hai nó quan trọng hơn nha. Ăn có sức khỏe, đảm bảo sức khỏe luôn. Nó trông có vẻ như rất là bánh này là sạch hoàn toàn đúng không chị? Dạ. Nó là đa số dùng những cái nguyên liệu từ organic hết. Organic sạch. Healthy là mình thấy ở đây là healthy cake. Tuyệt vời vậy. Bây giờ chị có ở đây là có bao nhiêu loại sản phẩm, bao nhiêu loại bánh? Ở đây thì em hiện tại em đang giới thiệu tới mọi người em bán là 5 dòng, nhưng mà sau này em sẽ phát triển hơn nhiều dòng nữa. Ồ vậy hả? Dạ. Vậy là cái bánh này do chị nghiên cứu và phát minh ra luôn? Dạ, tức là từ những công thức cơ bản và em sẽ phải thay đổi một số thành phần để nó thích hợp với, ví dụ như, tại vì như là có nhiều cái như là ăn nó không có tốt cho sức khỏe, như ví dụ như những cái dòng mà đường trắng hoặc là ví dụ như bột trắng đồ này nọ, thì em sẽ đổi những cái đó qua những cái dòng mà hướng về tốt cho sức khỏe. Như những loại hạt hoặc là những cái loại bột nguyên cám, bột mì nguyên cám. Dạ, nó vừa tốt mà lại là giúp cho cơ thể của mình á. Tại vì như bây giờ cái xu hướng hiện nay á, là người ta không phải là ăn để cho để cho no hay là cho gì nữa, nhưng mà người ta muốn hướng tới sức khỏe nhiều hơn, nên em chọn những cái dòng này để mà ví dụ như ăn tốt. Xu hướng của người tiêu dùng là tìm đến sản phẩm sạch. Ăn sạch, uống sạch, đảm bảo sức khỏe nữa quý vị. Wow, tuyệt vời quá. Chị ơi, bánh này bán ở trên thị trường thì chị bán ở những đâu ạ? Dạ, hiện tại thì em có cái cửa hàng, cái địa chỉ của em ở 84 Nguyễn Trường Tộ, Hội An. 84 Nguyễn Trường Tộ, Hội An. Rồi, như vậy thì khách hàng mua những loại bánh này là mua vào nhịp nào và mua để làm gì? Chức năng của cái các loại bánh mà chị tạo ra như thế nào? Dạ, thường là những cái dòng này, ví dụ như những anh chị mà ví dụ như muốn là ăn và đi tập thể dục, ví dụ như là hoặc là ăn sáng đâu á, là có thể ăn bánh này thay thế cho bữa ăn sáng được luôn. Dạ, vì rồi hoặc là ví dụ như vào những dịp Tết nè, mấy anh chị có thể là mua những bánh này và quà tặng cho gia đình hoặc cho bạn bè. Gần Tết rồi quý vị ơi, gần Tết rồi. Gần Tết rồi, quý vị muốn order hàng để tặng cho người thân không? 84 Nguyễn Trường Tộ, Hội An nha. Rồi, 84 Nguyễn Trường Tộ, Hội An. Ở dưới màn hình có số điện thoại quý vị, ở dưới màn hình có số điện thoại của bà chủ luôn. Quý vị có thể đặt và ship toàn quốc luôn nha quý vị. Vừa rồi chị có nói một thông tin là ăn sáng luôn hả? Ủa, bánh quy mà ăn sáng hả? Dạ. Hay quá. Trong đây nó có nhiều cái hạt á, nhiều cái loại hạt nó giúp cho mình no. Dạ. Như là hạnh nhân hoặc là yến mạch hoặc là hạt lanh. Dạ. Dạ, những cái hạt đó là rất là tốt. Ok, dạ, giúp ăn no. Những cái hạt này là ăn no luôn. Dạ, hạt tuyệt nhiều. Vời quá. Dạ. Trong màu sắc rất là lạ mắt luôn, rất là lạ mắt luôn á. Tại vì em làm bằng bột mì hữu cơ, bột mì nguyên cám hữu cơ, nên nó sẽ ra được cái màu tự nhiên như vậy. Là vì cái bột này là không phải là bột tẩy. Còn như cái dòng mà bột mì trắng trên thị trường á, là sẽ làm ra cái bánh nó không có được màu như vậy, là cái bánh nó màu nó trắng tại vì cái bột đó bị tẩy rồi. Còn cái bột này là cái bột nó màu nâu luôn vậy đó. Ok, dạ. Hay dạ, quá. Dạ. Bột từ màu tự nhiên luôn, màu của bột luôn. Dạ. Rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà mình nhìn ở đây nó rất là màu, rất là đặc trưng luôn. Dạ, màu đúng đặc rồi. Trưng tự nhiên. Dạ, giống như những cái dòng bánh biscotti này. Dạ đây.
Dạ, như rồi. Ví dụ như là nếu mà cái dòng bánh bình thường á là nó sẽ ra là màu trắng, nhưng mà cái này á, nó ra màu hoàn toàn tự nhiên, là có màu nào màu của nó là như vậy. Dạ. Tất cả đây là đều là từ bột mì nguyên cám hữu cơ hết, nên cái màu của nó là màu như vậy. Bột mì nguyên cám hữu cơ. Dạ. Hay quá. Dạ. Tuyệt vời. Thương hiệu của chị trông có vẻ rất là dễ thương và đáng yêu luôn á. Dạ. Ở đây có là cashew cookie nè, à, hạt điều rồi chị. Dạ, loại này hạt điều. Tại vì ở Hội An á, mình đang thiếu những cái dòng bánh mà để làm quà tặng, nên em muốn là mình lấy chữ Hội An như vậy để mà muốn mang đến cho mọi người, ví dụ như là có thể mang làm quà tặng để đi xa đồ này nọ. Dạ rồi, ok. Dạ, mang cái Hội An đến cho mọi người. Hay quá. Dạ. Một cái ý tưởng rất là hay luôn quý vị. Bánh có chữ Hội An tất nhiên là thương hiệu nó có thể là đại diện cho Hội An rồi. Đến Hội An nếu như quý vị chỉ ăn thôi, ăn bánh mì Quảng Cao Lầu thôi, không biết mua cái gì về á làm quà, thì quý vị có thể đến 84 Nguyễn Trường Tổ Hội An để mua bánh này, đúng không ạ? Dạ, mua đem về là tặng mà vừa tốt cho sức khỏe cho mọi người nữa. Món quà nó có thứ hai giá trị là giá trị tinh thần và gì, giá trị vật chất. Giá trị vật chất đó là người được nhận quà này là có thể là sống lâu trường thọ này, nhờ vào cái món ăn tốt, món bánh tốt này như thế này. Wow, mà nó có nhiều tên lắm á. Wow, oat mix rồi chocolate này nè, đó có nhiều thứ quá. Ở đây có bánh nè, đây nè, trông có vẻ rất là đẹp đó quý vị, trông rất là đẹp. Để rất là nhiều hạt và hoàn toàn là mình để hạt để cho giúp là mọi người ăn nó được tốt mà. Hạt tự nhiên luôn. Dạ. Trông rất là hay đó quý vị. Rồi đây là lần đầu kênh YouTube Khám Phá Việt Nam TV đến với phố cổ Hội An và trải nghiệm cái sản phẩm độc lạ này, thì xin cảm ơn quý vị đã theo dõi nhé. Quý vị ủng hộ bấm like, share, đăng ký kênh, và quý vị giơ cái này lên để cảm ơn cái một người chủ, một cái người đã có những cái sáng tạo tuyệt vời làm món quà đặc trưng của Hội An. Đây, bà chủ đây, xin nói lời cảm ơn. Xin chào tạm biệt và chúc chị sức khỏe. Bye bye.